Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang vào cuộc điều tra vụ việc hàng loạt ô tô bị rạch lốp, cào xước sân tại khu vực đối diện tòa chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Qua kiểm tra thực tế thì công an ghi nhận khả năng kẻ xấu dùng vật sắt bằng kim loại để rạch lốp, cào xước sân của khoảng 16 xe ô tô dừng đổ tại khu vực đối diện tòa chung cư HH Linh Đàm. Động cơ ý đồ của đối tượng thực hiện hành vi hủy hoại tài sản đang được công an xác minh. Khu vực quanh các tòa chung cư trên địa bàn phường Hoàng Liệt luôn nóng tình trạng xe ô tô dừng đổ tự phát. Vị trí xảy ra việc hàng loạt xe ô tô bị rạch lốp, địa phương đã thông báo đề nghị người dân không dừng đổ xe, chủ động gửi qua đêm ở những điểm có người trông giữ, nhưng người dân không chấp hành.